Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Em ơi Channel. Mình là Hùng Review đây. Và đây là OnePlus 10T 5G. Với em OnePlus 10T 5G này thì đánh dấu sự quay trở lại của nhà OnePlus tại thị trường Việt Nam. Và với chiếc điện thoại OnePlus 10T 5G này thì nó cũng có cực kỳ nhiều yếu tố mà chúng ta cần phải wow ở trong tầm giá. Về màn hình, về hiệu năng, về camera, về pin, hay kể là tốc độ sạc của em OnePlus 10T 5G này, nó cũng thật sự rất là ấn tượng các bạn ạ. Cùng mình đánh giá một cách cụ thể hơn về em OnePlus 10T 5G trong video này nhé. Trước khi bắt đầu video, nếu bạn nào mà quan tâm về cái sản phẩm OnePlus 10T 5G này với mức giá tốt nhất thì em nó đang được bán ở cửa hàng xe Fullnet với mức giá 15.990.000 cho phiên bản 8/128 và 17.990.000 cho phiên bản 16/256. Chênh lệch nhau hai củ khoai thì anh em sẽ có được RAM gấp đôi và bộ nhớ trong của nó cũng gấp đôi luôn. Nhưng mà anh em lưu ý rằng đợt này anh em mua con OnePlus 10T 5G này sẽ nhận được rất nhiều quà, ví dụ như là tai nghe True Wireless OnePlus Buds Z2 này, rồi còn được tặng thêm cả ốp lưng và giảm giá phiếu mua hàng 500k nữa. Và nếu như mà không có lấy quà thì mức giá cuối cùng của chúng ta mua sẽ là quá rẻ luôn. Ok, bây giờ thì đập hộp thôi. Và đây là hộp của OnePlus 10T nha các bạn. Thì hộp của OnePlus trước giờ thì sẽ có hai màu là màu trắng màu đỏ. Lần này thì OnePlus chơi full màu đỏ luôn. Các bạn sẽ có 10T ở đây và OnePlus 10T 5G. Ở phần mặt sau thì gần như không có một cái gì cả. Nói chung là cái hộp của nhà OnePlus thì làm cực kỳ đơn giản. Và khi mở hộp ra bên trong ấy, thì với em OnePlus 10T 5G các bạn sẽ có một cái hộp nhỏ ở đây. Và với cái hộp của cái sản phẩm OnePlus 10T 5G thì rất tiếc một điều là lần này chúng ta sẽ không được tặng kèm ốp lưng bên trong, mà chỉ có sticker, một vài cái sách hướng dẫn sử dụng và có thể là có quẹt nhập SIM ở đây thôi. Đó. Ngoài ra thì ở bên dưới với sản phẩm OnePlus 10T 5G thì các bạn sẽ có một cái sợi cáp sạc, lần này là cáp sạc USB-C to USB-C, mà quan trọng nhất là nó nằm ở đây. Đây là một cái củ sạc siêu nhanh SuperVOOC đến từ nhà OnePlus. Và với OnePlus lần này thì họ chính thức là sử dụng luôn những cái công nghệ độc quyền của nhà Oppo rồi, chứ không có đổi tên như hồi xưa nữa. Hồi xưa với những công nghệ sạc mà từ Oppo chuyển qua thì sẽ có những cái tên khác, ví dụ như là Warp Charge, rồi Super Warp, rồi Dark Charge, rồi vân vân. Nhưng mà lần này sẽ là SuperVOOC luôn. Và củ sạc này sẽ có công suất là 160W. Như vậy là cái công suất của củ sạc này thậm chí nó còn lớn hơn cả cái công suất mà chiếc máy này nhận là 150W. Ok, còn bây giờ hãy quay trở lại với OnePlus 10T 5G để xem là chiếc điện thoại này thì sẽ có gì thú vị. Cái điểm mà mình cực kỳ thích trên OnePlus 10T 5G đó chính là thiết kế của em OnePlus 10T 5G. Nó khiến cho mình cảm thấy khá là thích thú trong cùng tầm giá này các bạn ạ. Vì với thiết kế của OnePlus 10T 5G thì nó có những cái điểm hoàn toàn khác biệt so với những chiếc điện thoại mà chúng ta đã từng review, từng đánh giá, đặc biệt là ở phần mặt lưng. Với OnePlus 10T 5G ấy, thì cái phần mặt lưng này nó vẫn được làm từ chất liệu, đó chính là kính. Và cái kính của nó hoàn thiện cực kỳ tốt luôn. Đặc biệt là với cái phần tiếp giáp xung quanh cụm camera này thì nó làm rất là liền lạc, không hề có một cái điểm G nào cả, mà nó sẽ là hơi uốn cong nhẹ và mềm lên ở cái phần camera. Nói chung là về phần hoàn thiện mặt kính ở phần sau này thì mình đánh giá là cực kỳ ngon luôn. Phiên bản mình đang có ở đây là phiên bản màu xanh, và hình như là OnePlus tại thị trường Việt Nam thì chúng ta chỉ có duy nhất một màu xanh này thì phải, hình như là như vậy nhá. Về cái màu xanh ở phía sau của con OnePlus này thì nó lại là màu bóng, nên là hơi bám nhiều mồ hôi vân tay một chút xíu. Nếu như các bạn dùng mà không cẩn thận thì cái mặt lưng này nó sẽ rất là dễ dơ. Nhưng mình cảm giác rằng là cái mặt lưng của OnePlus 10T 5G này nó được phủ lên một cái lớp ceramic mỏng hay sao ấy, nên là khi mà mình sử dụng nó và chiếu qua những cái tia ánh sáng thì mình cảm nhận được là nó có một cái bề mặt giống như là bề mặt phủ ceramic vậy. Với cái bề mặt này thì mình thấy cái khả năng chống xước của nó sẽ tốt hơn. Còn cụm camera ấy, thì OnePlus 10T 5G nó sẽ có một cụm camera rất to nằm ở đây, bao gồm là 3 ống kính. Camera chính của nó sẽ là 50 chấm. Cái này mới là quan trọng nhất này. Vì camera này thì nó sẽ dùng cảm biến là Sony IMX766, một cảm biến rất cao cấp trên những dòng điện thoại trong thời điểm hiện tại. Còn hai camera còn lại thì mình thấy rằng là nó cũng chỉ ở cái mức là đáp ứng được nhu cầu thôi, là góc rộng 8 chấm và cái camera macro đó chính là 20 chấm. Với cái cụm camera này thì mình thấy rằng nó có điểm cộng cũng như là sẽ có điểm trừ. Điểm cộng là gì? Điểm cộng là chúng ta có một camera chính với khả năng chụp và khả năng quay rất tốt, tại căn bản con này là IMX766. Điểm trừ là camera góc rộng và camera macro của nó thì thực sự là chưa tương xứng lắm với cái phần camera chính. Nhưng mà đây cũng là một cái điểm để OnePlus tự cân chỉnh lại cái mức giá thành làm sao cho nó hợp lý nhất đó. Còn nói về cái phần hoàn thiện ở cái phần khung ấy,
thì ban đầu mình nhìn vào và mình trải nghiệm, mình cầm nắm, mình tưởng là cái phần khung này được làm từ chất liệu là kim loại, nhưng mà không phải. Cái chất liệu của cái phần khung trên OnePlus 10T ấy, thì nó chỉ được làm từ chất liệu là plastic mà thôi. Tức nghĩa là nó sẽ được làm từ chất liệu là nhựa. Nhưng mà cái độ cứng cáp của nó này và cái phần hoàn thiện của nhà OnePlus thì không thua kém gì kim loại luôn các bạn ạ. Và các bạn sẽ rất khó nhận ra nếu các bạn chỉ nhìn qua và cầm nắm như thế này. Còn đến với một cái điểm nữa, đó chính là cảm giác cầm nắm của em OnePlus 10T 5G này. Thì mình phải nói thật các bạn luôn là cảm giác cầm nắm của nó rất tốt. Mặc dù kích thước màn hình lớn này, kích thước tổng thể của chiếc máy cũng khá là lớn, nhưng căn bản em này không dùng cái kiểu vuông vuông như ở những con điện thoại tầm trung hoặc là cao cao cấp bây giờ đó, mà nó sẽ là vát cong ở phần mặt sau, vát cong ở cái phần cạnh, nên là khi mà chúng ta cầm vào cực kỳ ôm tay và cực kỳ fit với cái phần tay của mình, nên là cảm giác cầm nắm rất là chắc chắn, không hề bị cấn. Nói đến yếu tố bố trí về phím bấm cũng như là các cái jack cắm ấy, thì em này không có jack cắm tai nghe 3.5 vì căn bản là OnePlus đã loại bỏ được cái này từ rất là lâu rồi. Có khe sim ở bên dưới sẽ hỗ trợ hai sim, có mic, có cổng sạc Type-C, có loa ngoài của nó sẽ là loa kép của OnePlus, âm lượng của nó cũng thực sự là rất lớn. Tăng giảm âm lượng đặt một vị trí rất là hợp lý để chúng ta có thể bấm nút nguồn ở đây. Và các bạn thấy rằng là ở phía trên thì các bạn sẽ có ở đây là những cái mic và hỗ trợ khả năng thu âm một cách tốt hơn. Còn nói đến cái yếu tố đó chính là về phần màn hình ấy, thì em OnePlus thì nó sẽ dùng cho mình cái công nghệ màn hình là Plus AMOLED. Thực ra bản chất nó vẫn là AMOLED thôi các bạn ạ. Và chúng ta sẽ có kích thước màn hình đó như là 6,7 inch, độ phân giải Full HD Plus. Và em màn hình này thì nó cũng sẽ có 1 tỷ màu. Đương nhiên là trong tầm giá như vậy thì chắc chắn là nó sẽ có 120Hz rồi. Về khả năng hiển thị màn hình ấy thì mình không chê được, vì căn bản màn hình này nó quá ngon. Đó, về độ sáng này, về độ mượt này, bão hòa màu sắc này, rực rỡ này, phải nói rằng là không thể nào mà chê vào đâu được. Đó, còn nói về cái phần trải nghiệm khi mà mình sử dụng thì cái màn hình này nó quá ok. Đây là một cái màn hình phẳng, không phải màn hình cong, nhưng mà hai cái viền của nó cũng sẽ được là vát cong nhẹ một chút xíu. Nói chung là nhìn cũng ổn áp phết. Còn về yếu tố viền màn hình ấy thì các bạn thấy không? Là viền màn hình của con OnePlus 10T này thì khá là ổn, rất là mỏng luôn, rất là đều ở các cạnh, nói chung là ok. Còn đến với một yếu tố nữa là cái phần camera đục lỗ, thì có một cái chút chê của mình ấy, là camera đục lỗ của OnePlus 10T thì cảm giác như là nó hơi to so với lại mặt bằng chung. Vì mình có check một vài dòng điện thoại thì cái camera đục lỗ của nó bây giờ đã bé hơn rất là nhiều. Còn camera đục lỗ này thì nó y chang con OnePlus 8 các bạn ạ. Ok, còn đến với yếu tố là phần mềm thì OnePlus rất là may là không giống như thị trường nội địa. Phiên bản quốc tế của OnePlus 10T vẫn chạy cho mình cái hệ điều hành là OxygenOS. Đây là một cái hệ điều hành mà đã làm nên tên tuổi của nhà OnePlus rồi. Vì hệ điều hành này có tất cả những thứ mà các bạn cần. Tính năng tùy biến của nó có, rồi những cái tính năng mà hỗ trợ cho khả năng gaming có luôn, có chế độ trò chơi luôn. Rồi chúng ta còn có rất là những tính năng rất là hay ho, ví dụ như là tăng RAM này, các kiểu thì đều có. Nói chung á, là cái hệ điều hành OxygenOS thì mình thấy tối ưu hóa rất là ngon cho cái khoản là đa nhiệm, bật tắt app và cũng như cái hiệu ứng chuyển cảnh này. Các bạn thấy không? Đây là cái hiệu ứng chuyển cảnh này. Đây là điều mà hiếm có điện thoại nào mà có thể là làm được các bạn. Cái hiệu ứng chuyển cảnh của nó rất là mượt luôn ấy, kiểu như này. Đó, thì làm sao mà có thể là lag được. Và OxygenOS thì mình thấy rằng là cái tính ổn định của nó cao, mượt và cũng như là nó không hề bị lỗi vặt trong quá trình của mình sử dụng. Trong quá trình ngày hôm qua giờ mình test thì con này là quá ok luôn. Còn đến một cái điểm là về phần hiệu năng thì em OnePlus 10T này thì mình phải nói thật các bạn luôn là hiệu năng của nó quá đỉnh cao. Với con chip là Snapdragon 8 Plus Gen 1, các bạn sẽ có 8128 hoặc là 16256 như phiên bản mình đang có ở đây là 16256. Nhưng mà có một điều là OnePlus cũng giống như Oppo, là tức nghĩa là họ tối ưu hóa hiệu năng, tối ưu hóa nhiệt độ bằng cách là bóp hiệu năng con chip Snapdragon 8 Plus Gen 1. Thế nên là trong hai lần test ấy, thì cái lần đầu mình chấm được khoảng tầm 800.000, và lần sau khi mà mình kích hoạt chế độ là hiệu năng thì mới kích lên được khoảng tầm là 971.000. Và có một cái hay là khi mà mình chấm thì cái nhiệt độ khi mà mình chấm là nó khá là thấp, chỉ khoảng tầm 30+ độ thôi. Thì đó là cái lý do tại sao con chip Snapdragon 8 Plus Gen 1 này nó không bung được hết sức mạnh. Vì căn bản là OnePlus và Oppo họ muốn làm sao cho cái nhiệt độ của máy nó mát mẻ nhất có thể, nên là phải chấp nhận là đánh đổi về cái phần hiệu năng. Rồi, và với con chip Snapdragon 8 Plus Gen 1 thì thôi, về cái khoản gaming hoặc là test game các kiểu thì chắc là anh em sẽ khỏi cần phải bàn đi. Và nếu bạn cần bàn ấy, thì mình sẽ comeback trở lại sau một cái video test game sau 1-2 hôm gì đó nhá. Ok, nói về một cái điểm nữa là quay trở lại với cụm camera. Thì cụm camera như mình đã nói rồi, là em này thì cái camera của nó ăn tiền nhất là cái camera chính ở phía sau. Còn với những cái camera góc rộng này hoặc camera macro thì thực sự là không quá ấn tượng. Đây là một vài bức ảnh mà mình đã chụp được từ OnePlus 10T. Các bạn có thể xem và đánh giá nhé. Đấy, tấm ảnh chụp ảnh góc thường này, rồi chụp ảnh góc rộng này, độ chi tiết, màu sắc,
HDR các kiểu anh em có thể xem và có thể là nhận xét được luôn. Nói chung là với camera chính của nó thì thực sự là mình không có gì để chê. Màu sắc Dynamic Range rồi là HDR các kiểu làm việc rất là ngon lành. Có chăng là cái camera góc rộng thì mình thấy rằng là với độ phân giải 8 megapixel thì nó sẽ hơi thiếu chi tiết một chút xíu. Còn camera selfie độ phân giải 16 chấm ấy thì mình thấy rằng là chụp ảnh trong điều kiện đủ sáng cũng ok. Và đây là tấm ảnh mà mình chụp trong điều kiện ngược sáng, thì các bạn thấy rằng là cái cây ở phía sau này, chi tiết phía sau tòa nhà này nó vẫn có thể lấy được. Tuy nhiên thì với camera selfie này thì mình thấy rằng là nó hơi ám xanh một chút xíu thì phải, thực sự là nó không có trong lắm. Còn đến với một cái yếu tố nữa là về khoản pin. Em này có viên pin là 4800 mAh, nó vừa trâu mà nó lại còn có sạc nhanh 150W. Và theo như nhà sản xuất công bố thì thời gian sạc đầy của viên pin này chỉ loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 15 phút mà thôi. Phải nói rằng là nó hết sức ấn tượng luôn các bạn ạ. Khi mà mua chiếc máy này thì các bạn sẽ có cho mình một chiếc máy mà có một cái màn hình đẹp này, có một cái phần mềm tối ưu này, và các bạn sẽ còn có cho mình một hiệu năng cực kỳ ngon này, pin trâu này, sạc nhanh này. Và với mức giá, nếu mà anh em xem qua từ một tầm 16 triệu thì anh em sẽ chê rằng là nó đắt. Nhưng mà anh em hãy cân đối trong cái tầm giá xem là làm gì có một con điện thoại nào khác có thể là qua được cái sản phẩm OnePlus 10T này. Và chưa kể là anh em có thể trừ quà lên đến là 2 củ khoai nữa, thì cái mức giá cuối cùng chúng ta mua chỉ loanh quanh khoảng tầm 14 củ thôi. Thì thực sự là mình quá bất ngờ và quá wow với cái sản phẩm OnePlus 10T này luôn. Nhưng mà bên cạnh đó nhá, thì con OnePlus 10T này vẫn có những cái điểm trừ như mình đã chia sẻ. Thứ nhất là cụm camera thì chỉ có camera chính là IMX766, còn hai cái còn lại thì nó không được ok lắm. Và cái thứ hai, nó mất đi cái DNA của nhà OnePlus. Thì cái DNA ở đây là gì? Tức nghĩa là với những con OnePlus thế hệ trước ấy, thì ở đây mình có một con OnePlus 7T đó, đàn anh của OnePlus 10T. Thì các bạn thấy rằng là chúng ta sẽ có một cái công tắc để bật tắt chế độ yên lặng. Đây là một trong những thứ mà mình rất là cực kỳ hay dùng trên OnePlus. Còn lên con 10T này thì đã bỏ đi cái tính năng này rồi, thì chúng ta cần phải kích hoạt bằng phần mềm thì nó sẽ mất nhiều thời gian hơn một chút xíu. Thế thôi, còn lại tất cả mọi thứ thì đều ngon. Anh em nghĩ sao về OnePlus 10T? Đừng quên comment để lại cái nhận xét ở ngay phần bình luận của video nhé. Với mức giá như vậy anh em cảm thấy rằng là nó ok hay chưa? Cũng đừng quên comment để lại cái nhận xét luôn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Nếu các bạn cảm thấy video này của mình hữu ích, đừng quên để một like và subscribe. Bye bye anh em.